Rồi thì ở trong video trước của chúng ta chúng ta đã gọi là tìm hiểu khái niệm về React và những thứ chuẩn bị rồi trong video này chúng ta chúng ta sẽ bước vào ví đầu tiên của thằng React nhé. Ờ, thì để mà hiểu sâu cái việc mà thằng React nó là cái gì thì mình sẽ đưa mọi người đi gọi là dần dần trên cái chặng đường tìm hiểu về thằng React này. Thế nhưng cái đầu tiên của mình mình muốn nói là Ờ, chúng ta hiểu bản chất của những cái thằng framework của chúng ta hay là những cái thư viện chúng ta ở phía ui của chúng ta là cái gì đấy ờ, thì đầu tiên mình sẽ phải nói trước một cái điều đó là tại sao chúng ta hay nói là frame à, nhầm lẫn với frame và thư viện thì người thì bảo react là frame người thì bảo react là một thư viện thế nhưng chúng ta thì cứ nghe theo nghe theo bên phía của facebook thôi họ bảo đấy là một thư viện thì chúng ta sẽ nói đấy là thư viện còn cái việc mà đánh giá nó là một framework hay nó là một ui thì tùy từng người Đấy, mọi người có thể lên mọi người tham khảo mọi người thích gọi nó là cái gì cũng được mình thì mình còn hay quen gọi nó là framework cơ thế nên là cái việc ví dụ như thằng react này view hay là angular thì cả ba thằng này thực chất cái bản chất của nó là gì? thực chất thì nó 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 sẽ tạo ra một cái bộ quản lý và nó quản lý các cái trang web của chúng ta này các cái page này của chúng ta này thì mọi người để hiểu cái page của chúng ta là gì page chúng ta chính là một cái trang như này được chưa và nó sẽ quản lý và nó sẽ quản lý cái trang này thông qua các thành phần của cái trang này thì các thành phần là sao ví dụ như thằng header này là một thành phần được chưa thằng header là một thành phần Đấy, thằng banner này là một thành phần đấy. kiểu thế hai dưới này ví dụ ở thằng này là một thành phần được chưa Đấy. đấy. À, hay dưới này thằng này đây cái bọn này là một thành phần đây cái bọn này là thành phần và trong bọn này thì lại chứa rất nhiều thành phần là một hai này đúng không ba này bốn này đấy hay dưới này footer lại là một thành phần đấy thì bây giờ chúng ta hiểu rằng là Uh, thực chất thì những cái thằng frame ở phía ui này chủ yếu là nó sẽ chia cái pay của chúng ta ra thành các thành phần và nó quản lý để nó có thể quản lý tốt hơn đấy là lý do vì sao framework ra đời framework ra đời để làm gì để giúp cho chúng ta có thể là uh, gọi là làm việc với ui dễ hơn mà làm việc với ui dễ hơn thì phải chia nhỏ ra mà trị thôi nhá ừ. đấy, kiểu đấy cứ như thế mà hiểu Rồi, thì để mà bắt đầu cái thằng react này của chúng ta thì nếu mà các bạn mà vào trong thằng get started này sau đấy thì các bạn sang phần tutorial ấy thì các bạn sẽ thấy là nó khá là nhiều bước ví dụ như là uh, viết code rồi tải về rồi tải các cái trình của măng các thứ thì uh, nó khá là nhiều bước Nói chung là thế Thực ra thì cái thằng documentation này của mình như video trước mình đã nói rồi là uh, documentation của React không, không được đánh giá cao về cái việc là sẽ cho người học bắt đầu dễ học Đấy, Thế do mình hướng dẫn mọi người cách viết code của thằng React nó dễ nhất này Đấy là làm người sử dụng một cái trình ở trên uh, website Uh, đấy là thằng Coppen, yeah, dạ pen cái màng Coppen, cái đăng Coppen này ở chúng ta thì mọi người biết rồi nó là một cái editor online thôi nhé. Uh, mọi người không thích, uh, mọi người không thích, gọi uh, uh, là không thích uh, đăng nhập tài khoản thì vẫn có thể viết được nhá không sao cả. thì đây mình sẽ login, mình sẽ login lấy cái tài khoản của mình. Uh mình đang đăng nhập về cái GitHub của mình. Ok, thì ở đây mình đây là cái tài khoản của mình đây. Thì để mà thêm cái thằng post pen chúng ta thì đây là cái thư viện nhá. Thì đây là cái thư viện của nó thì đây nó có một cái nút là create này. Thì bạn chọn vào create và các bạn chọn vào một cái pen thôi. Project là cho cả và có các cái folder thì ở đây chúng ta không nhất thiết là phải làm như thế. Chúng ta chỉ cần là tạo ra một cái cốt trắng như này thôi. Thì giờ chúng ta đã hình dung là như mình đã nói vừa rồi đấy là nó là một cái nó sẽ quản lý pay chúng ta thông qua các cái thành phần đúng không? thì ví dụ giờ mình sẽ tạo ra một cái thành phần ở trên trang web đi, đấy, đúng không? Thế ví dụ như là mình deep, à, đây mình phóng to ra cho mọi người xem nhá, sẽ à, đây, ok thì deep ở đây mình sẽ cho nó một cái class và cái class này của mình thì mình sẽ cho nó ví dụ như là một cái khác đi, thường thì chúng ta sẽ mình sẽ tạo ra các các là dễ hiểu nhất rồi, đúng không? Đấy, ok và trong cái các này chúng ta thường chúng ta sẽ có các cái info ví dụ như ở đây mình sẽ có info về các cái uh, động vật mà mình yêu thích đi nhá uh, h1 này đầu tiên là mình sẽ có con uh, panda con panda là con vật mình thích nhất uh, sau đấy thì mình sẽ đến uh... thế nữa là chúng ta sẽ có p một cái thẻ p và mình sẽ ghi là uh, gọi là màu sắc chính của nó là gì thì ở đây mình sẽ có color và color mình sẽ có là y and black đúng nha cấu trúc của chúng ta chỉ có màu trắng và màu đen thôi ừ. và đóng thẻ p lại ok thế đây cái thằng này nó chỉ thông báo chúng ta lấy thì chúng ta xếp nó lại thôi Đấy. chứ chả gì cả nhá auto xếp ok bỏ qua đi đã tự động bật đâu ok cái vấn đề này chúng ta không quan tâm lắm thì ở đây chúng ta bình thường là chúng ta có này và như mình đã nói là nó sẽ quản lý thông qua các cái thành phần và một phần chúng ta thường chúng ta sẽ có rất là nhiều các thành phần như thế này đúng không? Đấy kiểu này chuẩn chưa? Đấy đây đây, đấy có rất là nhiều các thành phần như thế này. Thì để uh, chúng, trước khi chúng ta bắt đầu thằng React thì mình sẽ lại cho nó đẹp một chút nhé. Nói chung là làm cái gì thì chúng ta cũng để nhìn cho nó đẹp đẽ một chút thì nhìn cho nó động lực làm một chút nhá. Uh, các thì thằng các này của mình thì mình tạo ra thằng khác thì mình cứ cho những cái gọi là CS mà nó nó nó, nó uh, gọi là ở về các thì chúng ta sẽ có border này chúng ta có shadow một chút này rồi cho các cái text nó đẹp lên một chút Đấy, kiểu thế nhá. thì đầu tiên là mình sẽ cho cái display tên là display đi display bằng uh, inline à, gạch ngang block để bọn nó lên thành một dòng bởi vì các các chúng ta thì chúng ta thường chúng ta có thể nằm trên cùng một dòng mà ok uh, margin sẽ bằng 10 pixel này à, cách nhau 10 pixel một chút nhìn cho nó đỡ bị sát lại nhau. Còn border của chúng ta, chúng ta sẽ có là một pixel uh, solid mã màu mình cho màu gì cho đẹp nhỉ? Uh, e e e đi. Ok, à, nhìn đẹp phết đấy chứ? Rồi <laughs> ok. À, tiếp theo nữa mình sẽ cho cái box shadow cho nó có tí màu mè nhìn cho đẹp. Thì ở đây mình sẽ có cái đầu tiên là độ sâu của chúng ta này. À đây, độ sâu, độ rộng. Được chưa Và sau đấy thì mã màu của chúng ta, chúng ta sẽ cho màu nó nhạt nhạt một chút xuống c thôi. Đấy, ok, quá ngon luôn Thì uh, chúng ta sẽ cho thêm đinh đi Nhìn cho nó đỡ bị uh... Ok, ngon không À, ngon phết đấy chứ Ok, vậy xong nhá Thì thích thì cho thêm cái thằng uh, border radius vào Sẽ bằng là 5 pixel Rồi, đẹp, ngon ghẻ đấy, đúng nhá Đấy, thì như vậy là chúng ta đã xong thằng CSS nhá Thì bỏ qua thằng CSS đóng lại đi đấy, ok rồi, thì giờ mình sẽ đến cái phần này thì chúng ta Chúng ta nhớ rằng lại một điều đấy là React là một thư viện giúp chúng ta thực hiện cái thằng UI một cách nhanh hơn Thế nên là thay vì cái việc là chúng ta phải Paste như thế này này Chúng ta tạo ra rất nhiều component này thì chúng ta chỉ cần một component thôi Chúng ta chỉ cần một dòng code hoặc là chúng ta cần hai dòng code là chúng ta hiển thị được cái bọn này rồi đấy, Nó phải thế chứ còn chẳng nhẽ là còn phải uh, Gọi là sao Còn phải uh, Paste bằng tay này thì nó khá là mệt nhỉ Ok thì đầu tiên là chúng ta sẽ setup cái thằng codepen này để cho thằng codepen này nó hiểu là chúng ta đang viết bằng react ok thì như vậy các bạn sẽ chọn phần setting này cho mình này trong mục setting này các bạn chuyển sang mục uh, javascript trong javascript này của mình thì ở đây là các ở uh, đây thì mình sẽ phân tích mọi người thấy là ở đây nó sẽ cho các bạn là các bạn sẽ sử dụng uh, preprocessor nè tức nghĩa là template engine của bạn là cái gì đấy thì mình sẽ nói sau uh, tiếp nữa là ở đây thì mình sẽ tìm về đầu tiên mình sẽ tìm về thằng react đấy, và mình sẽ thêm thằng react vào tuy nhớ là khi mà các bạn thêm đường react vào rồi ấy thì các bạn sẽ kiểm tra này các bạn thể xem này đấy, đây này đây là sự code của nó này Đấy à, thôi cái đấy thì uh, chúng ta chưa nhất thiết là về đấy cái đấy tiếp theo là chúng ta sẽ thêm một thằng nữa thằng react đấy của chúng ta là thư viện để chúng ta viết còn thằng react này nó phải cần thêm một cái nữa là react dom để nó để render được cái giao cái cái code từ giao switch này nó sang html cho các bạn đấy, kiểu đấy thì chúng ta sẽ có là à không viết ở đây được nhầm 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 sorry react Đôm, đây này mọi người xem react dom không đây nhá react dom hãy thêm nó vào đấy thì thằng này xóa đi đấy rồi ok các bạn nhớ nha như vậy là chúng ta sẽ có hai thằng đấy là react và thằng thứ hai là react dom đấy nhá đấy phải kiểm tra nhá phải kiểm tra cho nó, nó gọi là kỹ càng vào phải đủ hai thằng này được chưa thì chúng ta mới chạy được cái thằng react ở trên thằng code này rồi và còn một cái nữa đấy là cái thằng React của chúng ta ấy, thì nó sử dụng cái cú pháp để hiển thị cái HTML chúng ta là sử dụng Babel. Đấy, thế nên là chỗ ra preprocessor này của chúng ta chúng ta phải chọn nó là babel cho mình được chưa ok như vậy đến đoạn này chúng ta phải chú ý ba điều đầu tiên là phải import thằng react này vào cái thứ hai là phải import thằng react dom để nó render được cái code java của chúng ta sang bên html và cái thứ ba là chúng ta là chúng ta phải sử dụng cái thoi cái thoi cấu trúc chúng ta là theo babel được chưa chứ không phải là html bình thường ok rồi bây giờ mình save và close rồi đấy thì như vậy là đây khi các bạn cài đặt xong các bạn chú ý ở đây là z nó đã chuyển sang Babel rồi, được chưa? nhá. Rồi ok. Đấy thì bây giờ xong rồi, bây giờ chúng ta viết cái thằng React này của chúng ta nhá. Thì thằng React của chúng ta chúng ta sẽ quản lý cái 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 um, web của chúng ta thông qua các cái thành phần. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là chúng ta tạo ra một cái function này. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái function. Mình sẽ tạo ra một function và cái function này thì nó tên là ví dụ như là animal đi. Uh, animal. Đấy và ở đây thì mình sẽ và cái cái function này sẽ chịu trách nhiệm là nó render ra các cái thành phần này thì ở đây mình sẽ render ra cái thành phần đầu tiên trước đã ok ở đây mình cắt hết đi nhá tạm thời thì không cần thiết những cái thằng này nữa mọi hiểu là nó sẽ có gồm nhiều các thành phần là được rồi được nhá ở đây mình sẽ class à, mình sẽ copy trang này thì bạn nhớ này function này chúng ta thì chúng ta phải return về return thì chúng ta return cái gì thì đây chúng ta return trực tiếp cái thằng đây Đấy. và paste nó ra bên này Đấy, chấm phẩy cái ok rồi đấy xong thì đây đây chính là cái mà các bạn muốn trả nó ra ngoài html đấy, thì thằng react nó sẽ làm công việc là nó sẽ nó sẽ gọi là gen cái code này và thằng react dom sẽ làm công việc là hiển thị cái code này ra bên html này cho mình được nha đấy là nhiệm vụ của hai thằng vì sao mình phải có hai thằng ok thì ở đây mình đã mình đã cấu được của mình đã còn fix được cái việc là mình sẽ hiển thị ra ngoài cái code cái code gì rồi thì giờ mình sẽ phải thêm một cái nữa đấy là Ờ, các bạn sẽ hiển thị vào đâu trong HTML Chứ ở đây HTML nó nhiều chỗ lắm bây giờ nếu mà không quy định cho nó việc cái hiển thị ở đâu Làm sao nó biết được đúng không đây là các bạn phải tạo ra dữ liệu thôi đấy, các bạn hình dung như thế còn cái việc mà hiển thị ra ấy, thì cái thằng này nó không làm được Được chưa đấy, nó không làm được mà nó phải có một cái địa điểm để cho nó chuyển cái HTML tới chứ đúng không các bạn để hình dung là uh, cái này giống như kiểu là các bạn chuyển hàng ấy thì ở đây là các bạn có dữ kiện hàng rồi nhưng các bạn phải có địa chỉ để chuyển cái hàng đấy tới vị trí nào thôi chứ đúng không đấy. Đấy, thì chúng ta thì hiểu nôm na là thế thì đây thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái địa chỉ ở bên này cho họ có thể là 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 là, là chuyển tới nhá thì ở đây mình sẽ có một cái deep ví dụ như deep đi và deep thì thường là họ sẽ đặt là id bằng app đúng không Đấy, thường là thế thì đây mình sẽ viết đúng như thế luôn ok thì mình sẽ có một cái id là app như này Đấy, thì bây giờ mình đã có đầu tiên mình có hai dữ kiện rồi đầu tiên là À, mình có hai cái điều kiện để có thể chuyển được hàng cái đầu tiên là mình đã có hàng để chuyển này và cái hai mình đã có địa chỉ để chuyển rồi à, thì giờ mình chỉ cần mỗi người vận chuyển nữa thôi thì thằng React DOM sẽ đóng vai trò là người vận chuyển đấy nha, à, ok, React DOM sẽ là làm người vận chuyển thì React, bây giờ các bạn nhớ là viết đúng chính xác này nhá, không sai đâu, các bạn sẽ React DOM render này chính là vận chuyển này này, được chưa? và ở đây các bạn sẽ à, đóng gói, đóng gói lại dưới một uh, Uh, đóng gói hàng này dưới dạng một cái tên để shipper thì biết được, được không nhỉ? thì ở đây chúng ta sẽ đóng này và mình sẽ viết ví dụ như là animal đi. đơn hàng này có tên là động vật, được chưa? Đấy. và bây giờ thì sẽ báo cho cái người vận chuyển này cái địa chỉ để mà người vận chuyển này có thể là uh, vận chuyển cái đơn hàng này tới hay dự kiện hàng này tới đấy là uh, đây mình sẽ viết vào đây là doc document đúng không? document chấm query sector query uh, selector đấy. rồi và bây giờ thì các bạn sẽ điền cái địa chỉ mà các bạn đã biết ở trước đấy rồi đấy là thằng app được chưa ok đấy các bạn thấy không như vậy là nó đã hiển thị ra là banda này white black rồi đúng không mặc dù ở đây mình chỉ có một đúng không mà ở đây nó hiển thị ra cho các bạn rồi này chuẩn chưa đấy. ok như vậy là chúng ta đã làm được một cái rất là hay rồi đúng không đấy rồi thì ở đây nha các bạn thấy không ở đây các bạn để chú ý này ở đây các bạn chú ý rằng một điều đấy là uh, nhớ lại một lần nữa về kiến thức đấy là đầu tiên chúng ta phải nhớ là gì uh, React sẽ gồm ba bước bước đầu tiên là gì bước tiên là chúng ta sẽ xác định cái dữ kiện của chúng ta muốn truyền ra HTML là gì uh, cái bước thứ hai của chúng ta chúng ta sẽ xác định là nó sẽ truyền vào đâu đây bước nhất là cái thằng này đây được chưa bước thứ hai là truyền vào đâu thì sẽ là thằng này đấy, và bước thứ ba chúng ta là chuyển hàng đấy gọi là bước chuyển hàng thì React DOM sẽ làm công việc này được chưa Uh, người này sẽ gói hàng và gói hàng và đặt một cái tên, Đấy. thì thằng này được gọi là cái component này mà chúng ta hay gọi là hay bảo nhau này, Đấy. và cái thằng này của chúng ta chính là cái địa chỉ mà chúng ta muốn chuyển hàng tới, Đấy. ok. Vậy okay, như vậy là chúng ta xong nhá. thì uh, cái việc này của chúng ta thì như mình đã nói là chúng ta sẽ không nhất thiết à chúng ta sẽ không phải là chúng ta sẽ tạo ra một này đâu, bởi vì như mình đã nói chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều đúng không? thì ta mình sẽ xóa này đi nhá, xóa này đi. Đó, thì giờ chúng ta sẽ tạo ra nhiều thằng như nào thì tạo ra nhiều thằng thì bây giờ chúng ta chỉ cần là uh, gọi là gọi là sao nhỉ gọi là chúng ta sẽ copy nó nhiều lên thôi chứ chúng ta cần gì đâu ok thế giờ mình sẽ cho mày thấy nhá um, đầu tiên là mình sẽ truyền một cái giá trị nào đấy vào cho thằng này được nhá các bạn thì tùy biến cái việc giá trị ở thằng này trong này không nhất thiết là các bạn phải sử dụng theo thằng panda này đúng không đấy các bạn nhất thiết phải này đầu tiên mình sẽ chỉnh sửa cái dữ liệu thằng này trước đi cho mày thấy nhá Ví dụ ở đây mình có thằng app này, thằng animal này Thì ở đây ví dụ ở đây thằng animal đi Ok mình sẽ thêm thằng animal này Thì ví dụ như mình sẽ có tên động vật Mà mình muốn truyền vào đây là gì Ví dụ ở trong thằng này thì của mình thì sẽ là con panda Được chưa Và theo nữa thì mình sẽ có color Đúng nhỉ Mình sẽ có color Thì ví dụ như color của mình Ví dụ mình không muốn cho con cấu trúc là màu đen màu trắng nữa Mình cho nó màu red đi Đấy đó thì ở trên này mình chỉ cần làm một công việc rất là đơn giản thôi đấy là mình sẽ truyền giá trị của chúng ta ở từ cái thằng này vào trong thằng này thôi thì chuyển ở trong cái 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 react này rất đơn giản chúng ta sử dụng đấy là props props chấm cái và cái attribute của cái thằng component này đấy là name chúng ta truy cập vào name đấy này các bạn chờ một lúc là nó sẽ hiển thị ra cho các bạn cái việc là ra name hay không props uh, prop prop name ok đúng rồi mà nhỉ props uh, prop name Ok. Và nữa của chúng ta thì uh, mình xếp nó lại này. Và nữa ở thằng color này chúng ta chúng ta cũng tương tự, chúng ta có uh, prop uh, chấm uh, color. Ok. Uh, chúng ta có chấm color và animal của chúng ta chúng ta sẽ có cái thằng này. Ok. Và nhớ là ở đây các bạn thì các bạn phải khai báo ở đây chúng ta đấy là các bạn khai báo là prop cho mình nhé Đấy, là nó sẽ hiển thị ra đây, đây các bạn. Bởi vì là nó đang không hiểu thằng prop này chúng ta ở đâu thì chúng ta phải có prop ở đây. Thế thôi. Đấy nhỉ? Đấy, để mình để các bạn hiểu được là tại sao lại ở đây nó lại truyền dữ liệu nào thì nó mang dữ liệu từ đây, nó truyền vào cho thằng prop này. Đấy. nó có một đối tượng prop để lưu trữ hai cái giá trị này. Và khi mà truy cập function này thì mình đã truy cập vào trong thằng props này để mình lấy ra các giá trị mà mình đã truyền từ trước đấy. Được chưa nhỉ? Đấy là lý do tại sao mình đã viết thằng prop trước để cho mọi người thấy là tại sao nó lại không hiển thị được là do mình không có thằng này thôi. Thế thôi. Được Ok thì đây là cái tiền đề chúng ta thì nhân ra nhiều đúng không thì giờ các bạn chỉ cần là tạo ra một cái đối tượng thôi ở đây các bạn chỉ cần tạo ra một cái thằng đối tượng mà, uh, gọi là sao ta có thể tạo ra một cái đối tượng mà, uh, uh, gọi là này các bạn tạo ra một cái đối tượng đây mình để tạo ra một cái đối tượng cho các bạn xem nhá bây giờ các bạn chỉ cần tạo ra một đối tượng mà, mà các bạn có thể render được ra thôi là xong rồi đúng không ví dụ nhá ví dụ ở đây mình sẽ tạo ra một cái thằng ví dụ như là va uh, bằng áp đi Ok vào app Và đây thì thằng này của mình thì mình sẽ tạo ra một cái đối tượng Đây mình sẽ tạo ra một đối tượng Và đối tượng này của mình thì sẽ chứa các cái component này Đấy, Cửa các component này Thì đây mình sẽ à, Một cái div Bây giờ một cái div đấy, một cái div như này Sau đấy thì các bạn chỉ cần viết là animal vào Animal Thì ở đây nhá Thì ở đây là nếu mà ở đây này nếu mà ở đây là thằng này nó là tên khác thì ở đây thằng này cũng phải là tên khác nhờ cái tên này này là nó lấy từ cái tên function này nhá nên là trên các bạn viết là cái gì thì ở dưới các bạn cũng phải biết là như thế được nhá rồi bây giờ ví dụ mình truyền đi à, ngoài ấy mình có thể thích cat nữa và color của con cat thì màu white ok rồi mình có thể như vậy mình có thể nhân lên nhá mình có thể nhân lên rất là nhiều này còn yên tâm là đấy. À, mình sẽ nhân lên rất là nhiều. Ví dụ ở đây mình không thích con này nữa, mình thích uh, panda. Và đây sẽ là white and black. Đấy, có thể nhân tiếp lên. À, ví dụ như mình thích thêm con uh, chó sẽ là dog. Con chó mình thích chó đen, black. Ok. Thì đây thay vì cái việc là các bạn uh, các bạn hiển thị ra cái thằng này này. Đấy, thì các bạn bảo là tôi muốn hiển thị thằng này cơ. Đấy thế là được thì đấy mình sẽ hiển thị mình sẽ đổi lại thằng này sẽ là thằng app rồi đúng không đấy thì bạn thấy không là tự nó render ra ba command đúng không ba con này là lấy từ ba thằng này đây và cái thằng này chúng ta thì uh, mỗi một cái command chúng ta thì chúng ta đã truyền một cái dữ liệu khác nhau và chúng ta có ba cái dữ kiện này và bạn nhìn là trên h bên html các bạn nhìn nó rất là gọn đúng không chỉ có một dòng và bên trong này các bạn thì uh, thực ra thì các bạn nhìn cái này thì cảm thấy là nó dài dòng hơn cái việc các bạn viết kia đúng không nhưng thực ra thì nó đơn giản hóa hơn đúng không các bạn chả phải làm gì cứ vậy mà viết giá trị vào đây thôi nhân đôi lên là nhân ba lên là viết thôi đúng không đấy. thì đấy thì đấy là một trong những cái ví dụ đầu tiên của chúng ta về cái thằng react này thì thường thì ví dụ đầu tiên thì lúc nào nó cũng dài cả thế nhưng để cho các bạn mường tượng được là việc là à thì đó là thằng gì react nó làm việc như thế này đúng không đấy và chúng ta cũng đã có một cái lỗi issue đầu tiên đấy là sao đấy là cái việc truyền dữ liệu này của chúng ta thì nó phải theo logic như thế đúng không nhỉ đấy đấy là cái thằng react rồi thì trong video này chúng ta chúng ta đã có một cái ví dụ uh, gọi là gọi là sơ khai về cái thằng này rồi. Đây, các bạn nhìn không? Code chúng ta chỉ có uh, 20 dòng và bên HTML chúng ta có một dòng nữa. Thế là xong được một cái, rất là hay, rất chi là dễ đúng không? Đấy. Rồi. Thì tóm lại video này chúng ta chúng ta chỉ nhớ được ba cái về cách hoạt động thôi. Đấy là tạo ra dự kiện mà chúng ta muốn nhìn thì đã dữ liệu mà là và cái hai là chúng ta để cho người vận chuyển hàng và cái thứ ba là cái địa chỉ mà chuyển hàng tới thế thôi là đủ rồi đúng không đó thì ở trong video này chúng ta chúng ta sẽ dừng ở đây thôi thì ở trong video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ 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 sẽ, sẽ gọi là chuyển sang một cái gọi là section mới và cái section này chúng ta chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về các cái câu lệnh này nhé Đấy, bởi vì là kiểu gì các bạn xem xong cái này thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là quay nó dài và nó khó hiểu quá thì ở trong cái section tiếp theo của chúng ta chúng ta sẽ giải thích từng tí một Ok. Rồi bye bye mọi người. Hẹn mọi người trong video sau nhé.